Hi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn trên màn hình ra sẽ chứng kiến một cái vụ bùng nổ rất là lớn đây. Cái đồng Pi bây giờ nó đạt hơn cái mức là 100 đô ha, cụ thể là 110 đô ha, và cái giá đỉnh của nó đang là 114 đô. Như vậy thì một Pi bây giờ nếu mà quy ra Việt Nam đồng thì các bạn có một Pi là khoảng tầm là 2,6 triệu ha. Một Pi là 2,6 triệu đang giao dịch ở trên sàn Huobi ha. Và hôm qua nay thì về những cái thông tin của cái đồng Pi Network list sàn thì khá là nhiều đúng không? Và cái phản ứng ở bên cái đội ngũ gọi là đội ngũ nòng cốt của Pi Network thì cũng khá là chậm chạp. Tối hôm qua đó khoảng tầm đâu là lúc 2-3 giờ sáng gì đó thì họ góp một cái thông tin lên trên kênh Twitter chính thức của họ đấy. Họ thông báo là Pi nằm trong MyNet kèm theo không cho phép kết nối với bên ngoài. Hiện tại thì cái câu này á, chúng ta có thể hiểu là Pi á, đang nằm ở trong MyNet và chưa được MyNet mở, nên là sẽ không cho các bạn rút ra bên ví ngoài hoặc là rút về trên sàn ha. Nên cái việc mà những cái sàn này nó niêm yết á, là chúng ta không có được rút cái đồng Pi của các bạn lên trên sàn này, và sàn nó cũng khóa luôn chức năng nạp rút luôn ha. Nên hiện tại thì Pi mà list ở trên sàn Huobi hoặc là XT rồi đó thì đó là Pi thật ha, chứ không phải là Pi pha ke đâu, đó là đồng Pi Network của các bạn đấy. Nhưng mà có một cái là nó theo dạng là list khống á, là nó list trước á, nó list để mà nó bán trước cái số lượng đó, và nó chưa có nắm cái đồng Pi ở trong tay nhưng mà nó vẫn bán ha. Rồi đi quay lại cái bài đăng này của họ tiếp ha, thì họ nói là Pi của bạn đang nằm ở trong MyNet nên sẽ không có được rút ra bên ngoài ha. Rồi cái mạng Pi không liên kết và không ủy quyền cho bất kỳ danh sách trao đổi nào, thì cái câu này ở đây có nghĩa là Pi Network á, họ không có yêu cầu hoặc là không có liên kết với lại những cái sàn để mà ủy quyền hoặc là nhờ sàn list cái đồng Pi này lên cái sàn giao dịch đó ha. Và cái này thì họ phủ nhận là những cái sàn mà tự ý list thôi, chứ còn đồng Pi thì không có liên hệ để mà list trên sàn này ha. Nhưng mà cái thông báo này của họ thì khá là chậm chạp. Một chút xíu nữa thì mình sẽ nói cái sự chậm chạp này cho các bạn nghe nha. Rồi cái thứ ba là danh sách như vậy có thể không hoạt động trên Pi thực. Ở đây cái Pi thực á, là có thể chúng ta có thể hiểu như thế này ha, Pi ở trong những cái sàn như là của Huobi, XT á, có thể là một loại Pi nào đó mà không có giống như cái Pi Network của họ đang phát triển ha, nên họ nói là không hoạt động trên Pi thực đó, không hoạt động trên Pi thực. Có thể là Pi ở trên sàn Huobi, XT đó là một cái loại gì đó nó khác ha, nhưng mà nếu mà sau này mà MyNet mở thành công thì mình nghĩ là sàn nó sẽ hợp thức hóa bằng cách là nó thêm cái hợp đồng, thêm cái contract vào thôi. Bây giờ thì nó đang bán khống cho cộng đồng á, nên ai mà không tin ý là vào mua Pi này, sau này có thể là khi mà được MyNet thành công và họ mở nạp rút vào trong sàn ấy, thì có thể là giá trị của đồng Pi này sẽ giảm rất là nhiều ha. Bây giờ thì đang FOMO á, nên là có thể là các bạn vào, các bạn mua là các bạn sẽ bị đu đỉnh rất là cao nha. Đây là sàn nó tự làm giá với nhau ha. Còn các bạn đang đầu Pi thì vẫn không rút được Pi lên sàn để bán ha, không thanh khoản được Pi ha. Coi như là Pi của chúng ta thì vẫn nằm ở trong ví ha, vẫn là đồng Pi, chưa có quy đổi ra được cái Việt Nam đồng hay là USDT. Rồi cái câu này là họ đang cảnh báo cho cộng đồng đây. Việc tham gia có thể dẫn đến mất mát. Ở đây là họ nói là nếu mà bạn mà giao dịch ở trên sàn này, nếu mà xảy ra sự cố mất mát tài sản đó thì các bạn sẽ tự chịu trách nhiệm ha, không có liên quan gì với lại bên của Pi Network ha. Nên là ở đây họ chỉ nói thế này. Và cái thông báo này thì mình thấy nó cũng là một cái thông báo chung chung ha, và mình nghĩ rằng đây là cái thông báo gọi là phụ trách nhiệm ấy. Trước đó thì các bạn cũng biết là bên sàn đúng không, họ list cái đồng Pi Network này đó thì họ đều có hashtag cái tên của Pi Network vào, nhưng mà mình không biết tại sao bên Pi Network lại phải rất là chậm chạp, họ hầu như không có một cái trạng thái, một cái thông báo nào để cho cộng đồng biết là cái việc làm đó của những sàn á có hợp lệ không, có vi phạm cái chính sách gì không ha. Họ không hề nói, để khi mà đồng Pi được list ở trên sàn rồi, list sàn thứ nhất là sàn XT đúng không, và đến sàn thứ hai thì chúng ta mới thấy là bắt đầu là họ mới rụt rịch thông báo như thế này ha. Nên mình mới nói là bây giờ á, bên sàn á, bên cá sàn và bên của Pi Network hình như là họ đã bắt tay với nhau đó. Còn cái thông tin này chỉ là cái thông tin để làm dịu lại cộng đồng thôi, chứ nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì hết ra. Mình cũng đã có những cái bình luận ở trong cái bài tweet này của họ, và cũng có một điều mình thấy là cũng khá là lạ đi. Với một cái thông tin gọi là nó quan trọng thế này mà lại không được ghim ở trên ha. Đây là cái tweet đã ghim nè, thì nó đâu có được ghim ở trên đâu. Đúng ra là những cái thông tin quan trọng này chúng ta nên ghim ở trên ha. Nên là mình đang nghi ngờ là nó có một cái sự thông đồng để mà có thể là gộp cái gọi là bắt tay với sàn để làm giá ha. Và các bạn cũng nhìn thấy rồi, bây giờ thì cái giá trị của cái đồng Pi của bạn nó đang rất là cao luôn. Thậm chí là nó sẽ còn cao hơn nữa, có thể là 100 đô, 200 đô, 300 đô ha. nhưng mà cuối cùng thì các bạn cũng không thể nào rút được lên sàn ha. Và trong cái phần là thông báo của họ thì họ cũng không có cho các bạn biết là cái thời điểm nào mà chúng ta có thể là rút được cái đồng Pi này ra bên ngoài ha. Nên các bạn thấy là Pi đang nằm trong MyNet kèm theo không cho phép kết nối với lại bên ngoài. Chúng ta cũng không thấy được là họ nói là cái thời điểm nào mà MyNet mở thành công để cho các bạn có thể rút cái đồng Pi này ra ha. Nên bây giờ thì các bạn có Pi thì các bạn cũng chỉ là có Pi của các bạn thôi, còn nó vẫn là chưa có giá trị gì hết á. Pi ở trên sàn của Huobi hoặc là XT thì nó đã có giá trị rồi, nhưng mà còn Pi của bạn đang nắm giữ á, thì nó vẫn chưa có giá trị á. Nhiều người thì sẽ nói là Pi của tôi nằm ở trong ví rồi tôi có thể chuyển cho người này cho người kia, thì đó là chuyển nội bộ với nhau thôi và vẫn chưa được định giá. Còn bây giờ Pi ở trên sàn nó đã có giá trị rồi ha. Công tình 3 năm 4 năm chúng ta đào và đến bây giờ khi mà được lên trên sàn, được list sàn rồi đó, thì sàn là nơi gọi là đắc lợi nhất ha, hưởng hết tất cả mọi thứ luôn. Nên đôi khi mình đang suy nghĩ là những cái sàn giao dịch này và chủ dự án nó đang bắt tay với nhau ha. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ của mình thôi, còn với suy nghĩ của bạn như thế nào về trong cái vấn đề này thì các bạn có thể để lại dưới phần bình luận này ha. Có thể là những cái bình luận tiêu cực cũng được, mình cũng muốn xem những cái bình luận của bạn như thế nào. Rồi bây giờ thì các bạn cũng thấy Pi là được 130 mấy đô không, nó tăng phi mã, nó tăng rất là ghê gớm. Nên là cái trường hợp này thì mình đang có một cái suy nghĩ như thế này, có thể là nó sẽ có đấy và sẽ xảy ra đấy. Bây giờ thì các bạn thấy là ví dụ như ở trên sàn giao dịch đúng không, nó đang có giá là trên 100 đô, khoảng 130 140 đô ha, thì cái tội mà lừa đảo đó, nó sẽ là sao lợi dụng vào trong cái đó và nó sẽ bảo rằng cái chỗ quen biết nên là bây giờ là cháu chỉ bán rẻ cho cô chú một phần nửa so với ở trên sàn thôi, thì nó bán cho cô chú đó là khoảng tầm là 60 70 đô một Pi đúng không. Rồi nó là mai sau cô chú có thể chuyển lên trên sàn và bán thì được sẽ x2 lần ha, lãi được x2 luôn. Thì thường những người lớn tuổi thì họ sẽ không có am hiểu vào trong cái này và họ không có rành, nên là họ sẽ rất là dễ bị sa bẫy vào trong những cái trường hợp đó. Nhưng mà khi mà đến thực tế, khi mà được rút lên trên sàn rồi đúng không, thì cái giá mà lên trên sàn có thể là nó sẽ thấp hơn so với cái giá hiện tại mà họ mua ở giá là 60 đô ấy đó. Nên là bây giờ thì chúng ta thấy là nó sẽ sinh ra rất là nhiều thứ ha. Nó chỉ giải quyết được khi nào mà bên đội của Pi Network á, họ giải quyết được cái chuyện là nạp rút đồng Pi lên trên sàn á, thì lúc đó mới giải quyết được hết những cái gọi là những cái tiêu cực trong cái việc là Pi list trên sàn thôi. Còn bây giờ thì vẫn không nạp được lên trên sàn thì vẫn xảy ra tiêu cực rất là nhiều luôn. Và Pi của các bạn đang đào vẫn là Pi của các bạn á, nó vẫn chưa có giá trị. Khi nào mà Pi được rút lên trên những cái sàn để chúng ta thanh khoản ra thì đó mới thực sự là Pi có giá trị hơn ha. Và các bạn nghĩ sao về trong cái vấn đề này mình mới vừa nêu ra? Nếu mà bạn có những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi nào hoặc là những cái ý kiến nào đó thì các bạn có thể để lại dưới phần bình luận của video này ha. Thì mình cũng rất là mong nhận được những ý kiến đó để chúng ta cùng nhau xây dựng để cho cái cuộc sống này nó tốt hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại với các bạn những cái video lần sau.